Ngày 2 tháng 4 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ trao bằng Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự Liên bang Nga cho Thượng tướng Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban phối hợp về Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga. Việc Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu được bầu là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự Liên bang Nga không chỉ ghi nhận những đóng góp của ông cho khoa học quân sự, mà còn thể hiện sự đánh giá cao những thành tựu to lớn của nền khoa học quân sự Việt Nam và nghệ thuật quân sự Việt Nam. Đó cũng là biểu hiện của tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam và Liên bang Nga. Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu có 45 năm hoạt động trong quân đội, phụ trách công tác khoa học công nghệ, kinh tế quốc phòng, hợp tác kỹ thuật quân sự và hoạt động đối ngoại. Trước đó, Thượng tướng cũng đã được nước Nga trao tặng huân chương hữu nghị và huy chương vì liên minh chiến đấu. 8 năm 2009, biên giới Việt-Lào sau 40 năm thực hiện di chúc Bác Hồ. Ý đồ của Mỹ Vị thì là họ muốn đặt chân lên cái đất Lào. Sau đó họ cũng rút. Thế còn thực tế để họ đánh vào cái hành lang ấy là đường mòn Hồ Chí Minh của chúng ta. Thế nhưng mà về mặt chiến lược là họ muốn chia cắt. Nhưng thực tế mà họ không thực hiện được là bởi chúng tôi chia cắt họ trước. Chúng tôi cũng đã cài cái thế trận của cái đường Trường Sơn. Cái lực lượng bảo vệ đường Trường Sơn và cái lực lượng cơ động chiến lược của bộ và cái lực lượng tại chỗ, tức là địa phương, ba thứ quân gọi là chủ lực, địa phương và dân quân du kích, nên là nó nằm vào cái thế trận chiến tranh nhân dân giải phóng, ba thứ quân, nên là khi mà địch vào cái bản đông ấy thì nó vào đúng cái thế trận của chúng ta. Đầu tiên nó nghĩ là nó chủ động về mặt chiến lược, nhưng mà nó đã bị động hoàn toàn. Nó bị thất bại về mặt chiến thuật và nó đã bị động về mặt chiến lược. Và chúng ta đã dùng cái chiến tranh nhân dân cài năng lực, xen kẽ và thực hiện cái chia cắt chiến lược, thực hiện chia cắt về chiến thuật, đánh bại chiến thuật. Nên là các đồng chí nhớ là khi nó đánh xuống mặt đông một cái thì đổ xuống cái đã bị lực lượng phòng không của chúng ta này bắn rơi ngay như chúng tôi ở Động Khai Sóc. Chúng tôi cũng chơi một ngày là 5 máy bay trực thăng của Mỹ rồi. Hai nữa là cái tuyến sau của nó nối giữa cái Đông Hà, cái hậu phương vững chắc của nó và cái trục đường chín, nó tưởng nó nằm sụp hoàn toàn để đánh lên Khai Sanh chi viện cho bản đông thì đã bị chúng ta cắt và băm ra từng khúc bột và chúng ta làm chủ. Và toàn bộ cái Sa Mưu của nó, một cái căn cứ của nó ở Sa Mưu, rồi căn cứ Đồng Mầu, rồi căn cứ Động Toàn, rồi căn cứ 300 đất 300 đá của nó đều bị chúng ta là chia cắt nên nó không thực hiện được. Và kết cùng thì nó bị vào cái thế trận là thiên la địa võng của cái cách đánh của Việt Nam, nghệ thuật của Việt Nam, nên chúng tôi thắng nó không chỉ thắng bằng sức mạnh, mà tôi nghĩ thắng chúng nó chính là bằng trí tuệ và bằng sức mạnh, bằng nghệ thuật và cách đánh của Việt Nam. Khi đánh vào Quảng Trị thì trung đoàn tôi là đánh phản kích cánh đông, tức là từ Hải Lăng cho đến Thanh Hương, tức là ngày đó các ông chỉ nhớ là đánh cái giữ trong thành cổ là một bộ phận, một tiểu đoàn. Nhưng mà cái đánh phản kích để bảo vệ thành cổ thì rất nhiều lực lượng. Trong đó có cả các lực lượng chủ lực của bộ, có cả chủ lực của địa phương. Mà trong cái đội hình đó thì trung đoàn 27 chúng tôi là được phân công là đánh cánh đông và giữ cánh đông, đánh bại các cái đợt phản kích của lính thủy đánh bộ và cả lực lượng nó phản kích từ Huế ra, từ là chỗ Thanh Hương ra, để bảo vệ cánh đông cho giữ cho các đồng chí bạn trung đoàn 48 và các lực lượng khác là người ta giữ ở trong thành, giữ trong thành. Thì chúng tôi đánh liên tục trong cái thời gian mà bảo vệ thành cổ. Thank you.
mặt người, con lấy hát lên tàu đi xa. Khi quê hương còn chìm nổi, người đã lên tàu đi xa. Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Johnson thể hiện niềm tin sắt đá của dân tộc Việt Nam, là lời hiệu triệu chiến đấu của Bác Hồ, động viên quân dân ta suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước dài lâu. Này Tổng thống Johnson, người hãy công khai trả lời trước nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới câu hỏi này: ai đã phá hoại hiệp nghị Geneva, là hiệp nghị bảo đảm chủ quyền độc lập thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam? Phải chăng quân đội Việt Nam sang xâm lược nước Hoa Kỳ và giết hại người Hoa Kỳ, hay là chính phủ Mỹ đã đem quân đội Hoa Kỳ đến xâm lược Việt Nam và giết hại người Việt Nam? Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Quyết tâm đánh Mỹ, thắng Mỹ của đảng ta, nhân dân ta theo đường lối chánh sách tư tưởng Hồ Chí Minh, khởi đầu từ chiến thắng núi Thành, Vạn Tường, làm thất bại các cuộc hành quân tìm việc và bình định của Mỹ Ngụy. Thôi tôi là trung đội trưởng đó, đánh ở Quần Tiên, tôi đã vây giáp cứ điểm Quần Tiên và tôi đã 52 ngày đêm. Sau đó là tôi, sau trận đó thì tôi được chỉ nhiệm là đại đội trưởng chủ công luôn. Và tiếp theo đó đến năm 69 thì Bác mất, những năm khó khăn nhất có thể nói chiến trường Bình Trị Thiên và đặc biệt Quảng Trị. Chúng tôi là mặt trận của chủ lực mặt trận B5 nên chúng tôi tham gia chiến dịch lớn xong thì chúng tôi phải ở lại giữ chiến trường. Tức là đại đội tôi lúc bây chỉ còn có 15 người thôi, nhưng mà phải đánh bằng cối, đánh bằng mìn và phải gây tiếng nổ ở trên cái địa bàn Quảng Trị này là liên tục, như Dốc Miếu, Đông Hà, Ái Tử, Na Vang, rồi là động ông Cho, rồi là động Khe Sóc, động La Lường, rồi 300 đất, 300 đá, rồi đường 9, đường 76. Tất cả những cái điểm đó là chúng tôi đều phải thực hiện cái này. Nghe, trong đó có sự chỉ đạo trực tiếp, sâu sắc của Ủy ban phối hợp. Hơn 20 năm trước đây, hai chính phủ đã ký hiệp định về thành lập trung tâm nhiệt đới. Từ đó đến nay, hàng năm chúng tôi đều họp Ủy ban phối hợp để nghe báo cáo kết quả của năm qua và xem xét kế hoạch khoa học công nghệ cho năm tiếp theo. Hoạt động khoa học của chúng tôi được tiến hành trên 3 hướng: sinh thái nhiệt đới, độ bền nhiệt đới và y sinh nhiệt đới. Tất cả hoạt động nghiên cứu của chúng tôi liên quan đến đa dạng sinh học, các hệ sinh thái nhiệt đới, đến quy luật ăn mòn, lão hóa và phá hủy sinh học đối với vật liệu, vũ khí, trang bị kỹ thuật và các bệnh nhiệt đới nguy hiểm, hậu quả chiến tranh hóa học ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Những năm qua, trung tâm đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên cả 3 hướng khoa học. Tại hội nghị lần này, Ủy ban phối hợp sẽ có những điều chỉnh về kế hoạch khoa học và công nghệ cho phù hợp với tình hình mới. Trong quá trình làm việc, cán bộ khoa học của trung tâm đã đề xuất các nội dung nghiên cứu phù hợp với từng đề tài. Về độ bền nhiệt đới, do đặc điểm quân đội ta sử dụng phần lớn thiết bị là vũ khí của Liên Xô trước đây và của Liên bang Nga hiện nay, nên việc nghiên cứu độ bền vũ khí, trang bị kỹ thuật và các giải pháp bảo vệ là rất cần thiết. Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga đã ứng dụng thành công phương pháp cách ly sử dụng khí khô chống ăn mòn, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu. Lần đầu tiên trung tâm đã nghiên cứu ứng dụng thành công việc đưa thiết bị đánh giá chất lượng thuốc phóng bằng phương pháp áp kế trên thiết bị Vulcan, nay là thiết bị Lava, thay cho phương pháp VA, năng suất và độ chính xác cao hơn, v.v.
Đây là trạm nghiên cứu biển ở Đầm Bấy, Nha Trang, một trong những cơ sở nghiên cứu của trung tâm, nơi các nhà khoa học, cán bộ, công nhân viên Việt Nam và Nga ngày tiếp ngày đồng tâm hợp trí thực hiện nhiệm vụ thầm lặng của mình bằng những việc làm bao hàm ý nghĩa sâu sắc, nghiên cứu, ứng dụng khoa học vì lợi ích quốc gia của hai dân tộc. Nghiên cứu độ bền các loại sơn dưới tác động của nước biển là một trong những đề tài nghiên cứu ứng dụng thành công. Về giải pháp bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cho quân đội, trung tâm đã nghiên cứu ứng dụng thành công việc sản xuất nhiều loại vật liệu và công nghệ bảo quản và góp phần duy trì sức chiến